Xiaomi Redmi Note 10 hiện đang được bán tại Di Động Mango với giá rẻ vô địch, chỉ 2.950.000. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên thớt. Ba chiếc điện thoại được đặt lên thớt ngày hôm nay chính là ba chiếc smartphone đến từ ba thương hiệu viễn thông nhất hiện nay: Pixel 2017 của BKV, Asando Z5 của Asando và xoài ca quốc dân, xoài ca selfie Movistar Zoom S2. Xoài ca quốc dân là anh này, xoài ca quốc dân là anh. Xoài ca quốc dân là anh này. Xoái ca quốc dân là anh, xoái ca quốc dân là anh này, ở xoái ca quốc dân là anh. Rồi, bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái điều mà Pixel 2017 làm được nhá. Thiết kế thì có viền kim loại này, hai mặt kính này, rồi camera của Sony này, rồi có cảm biến vân tay, có kháng nước, rồi có gì nữa ta? À, có chống rung AI của BKV sáng chế. Nhưng mà thật ra thì những cái đấy tất cả smartphone khác đều có mà. Chính xác. Nó mình cảm thấy là nó chưa có gì nổi bật cả. Đúng. Thực sự Pixel là một cái sản phẩm mà khi mà mình trải nghiệm ấy, mình thấy nó khá là ok. Tuy nhiên là nó không để lại một cái gì ấn tượng sâu sắc với mình. Nó không có một cái gì quá nổi bật cả. Nó chưa tạo được điểm nhấn với cá nhân mình. Cái gì cũng có đấy nhưng mà nó ở mức trung bình. Nó không nổi bật hẳn. Làm cho mình chưa có một cái dấu ấn để nhớ về nó. Có một cái dấu ấn đấy. Giá. À đúng rồi. Giá chính là dấu ấn. Đúng. Chát đến từng đồng. Chát đến từng đồng. Không thể tin được. Là với con chip 625 mà BKV lại định giá nó 10 triệu. Thực sự khi mà nhìn với mức giá và trên cái bảng thuyết trình mình cảm thấy nổi hết da gà. Mình không thể tin được là chip 625 có giá 10 triệu. Dù là nhiều người có nói là smartphone Việt làm ra có rất nhiều khó khăn. Có rất là nhiều cái cần phải làm để nghiên cứu. Tuy nhiên là không chỉ là lấy lý do đấy mà có thể động giá lên rất là nhiều như thế đúng không? Smartphone Việt sinh ra để dành cho người Việt nhưng mà lại có một mức giá không dành cho người Việt. Nhưng cũng không phù hợp với nhu cầu. Cái mức giá cao quá, vẫn có người mua tuy nhiên là không phải đại đa số. Mà lại không hướng tới được đại đa số thì làm tức sao? Tức là trong tầm giá 10 triệu như thế thì có thể mua được nhiều chiếc smartphone khác. Đúng rồi, 10 triệu nữa thì Samsung có A9 Pro này. Hoặc là A7 2017 đúng không? Rất tốt, có chống nước, có cấu hình mạnh hơn, camera chụp hình mình nghĩ cũng sẽ tốt hơn thôi. Thiết kế thì mình thấy cũng đẹp hơn. À, còn thiết kế hai mặt kính thì có Xiaomi Mi 6 flagship đầu bảng. Mi 6 thì thôi, cấu hình quá khổng rồi. Với tầm giá đúng bằng iPhone. À, Pixel bằng chính hãng nhá. Pixel mình thấy là nếu mà với mức giá đấy để cạnh tranh được sản phẩm các hãng khác thì nếu mà bỏ qua cái việc là thương hiệu Việt nhá thì không thể cạnh tranh được. Mình có thể khẳng định luôn. Được. Còn thật ra Pixel ấy được ủng hộ, được mọi người đón nhận bởi vì là nó là thương hiệu Việt. Thì nếu như ai có điều kiện hoặc là ai dư giả tài chính thì họ vẫn sẽ ủng hộ thôi. Nếu cá nhân mình có dư giả tài chính mình cũng ủng hộ. Tuy nhiên là mình đã nói đến đây là nói đến cái chất mà đúng cái chất lượng giá với phù hợp với giá thành và phù hợp với những người dân Việt Nam thì nó không phù hợp với đa số người dân Việt Nam. Dù mình có đúng là mình ủng hộ mà tinh thần mà nhưng mình cũng phải nói ra sự thật đúng không, những cái điều mà không được của Pixel đúng không. Hy vọng là biết đâu đấy anh Quảng rồi cả các lãnh đạo của BKV khi mà xem được video mình thì cũng có thể đấy có một chút nào đó để có thể họ có thể làm ra sản phẩm tốt hơn và có giá thành phù hợp hơn chẳng hạn. Biết đâu lại mời mình về làm chuyên viên tư vấn. Tôi từ chối. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng như nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.